Chào mừng các em đến với môn mỹ thuật lớp 4. Cô tên Võ Thị Huỳnh Mai. Cô sẽ hướng dẫn các em môn mỹ thuật lớp 4, bản 2, chân trời sáng tạo nhé. Cô mời các em cùng đi vào bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề 3, sự thú vị của màu sắc. Bài 5, phong cảnh quê hương. Trong bài học này, các em cần chuẩn bị cho cô giấy vẽ A4, bút chì, gươm, màu sáp, màu nước, dụng cụ cần thiết khác. Bây giờ các em đã sẵn sàng chưa nào? Mời các em cùng đi vào hoạt động khám phá. Các em hãy quan sát một số hình ảnh sau đây các em hãy quan sát bức ảnh và hãy đón cho cô đây là cảnh ở đâu. Màu sắc và đường nét trong bức ảnh này như thế nào? À, đây là bức ảnh với cảnh đẹp của Việt Nam bù can chải ở Yên Bái đó các em. Khi quan sát bức ảnh chúng ta có thể nhận ra đây là cảnh đồi núi nhấp nhô chập trùng với gam màu xanh lá đậm nhạt khác nhau trông rất là đẹp và thơ mộng có phải không nào? Tiếp theo, đây là cảnh ở đâu nè? Với gam màu gì trong bức ảnh này? Các em có thích cảnh này không? À đây là bức hình được cảnh biển ở đà nẵng đó các em với gam màu xanh da trời nhạt của biển và bầu trời và những mảng màu xanh lá đậm màu xanh lá nhạt của cây cối nè hay bãi cát trắng nhìn vào bức hình chúng ta có thể nhận ra đây là một gam màu tạo cho sự mát mẻ tiếp theo đây là hình ảnh ở đâu nè với gam màu nóng hay màu lạnh các em trong bức hình này đây là cảnh ở đà lạt đó các em với màu xanh của mặt nước hồ với gam màu lạnh nè những mảng xanh của lá tuy nhiên có những chiếc lá nở hoa với gam màu vàng nóng tạo cho bức tranh ấm áp và rất là đẹp có phải không nào? Và đây cũng là một trong những cảnh đẹp của đất nước ta ở Đà Lạt đó các em. Đây là một vườn hoa ở Đà Lạt. Vậy khi quan sát bức ảnh này, các em nhận thấy màu gì? Và các em nhận ra đây là màu nóng hay màu lạnh nè. Trong bức ảnh này thì bông hoa với gam màu đỏ, vàng với được nhận dạng đây là màu nóng nè. Và xa xa là những mảng cây thông xanh với gam màu lạnh và bầu trời. Trong bức ảnh có màu nóng, màu lạnh và những mảng đậm nhạt của xanh cây và màu xanh nhạt của trời trong cảnh rất là nên thơ và xinh đẹp có phải không nào Và Đây là một bức tranh thể hiện cảnh quê hương của chúng ta với mái nhà đóng rơm hay bụi tre, ao nước, cánh đồng con trâu. À, đây là một bức tranh, Quê hương trông rất là đẹp và yên bình có phải không các em? Màu nóng của gam vàng chiếm rất là nhiều trong tranh nè. Bên cạnh đó thì cũng có màu lạnh của mảng xanh lá với gam màu đậm nhạt làm cho bức tranh trông rất là đẹp có phải không nào? Cô mời các em cùng quan sát bức tranh này đây là bức tranh của các bạn học sinh thể hiện cảnh vịnh hạ long đó các em. trong bức tranh này các em nhận ra đâu là màu nóng, màu lạnh, màu đậm và màu nhạt nè. khi quan sát bức tranh cô nhận thấy hình ảnh của chiếc thuyền, cánh buồm, những mảng trời và núi xa xa là da màu nóng nè. bên cạnh đó Màu lạnh là những mảng núi, mặt nước biển và cây, lá ở xung quanh với gam màu xanh lá và xanh da trời. Bức tranh rõ màu đậm và màu nhạt trông rất là dễ thương và ngây ngô có phải không nào? Cũng như bức tranh đã thể hiện được cảnh quê hương của Việt Nam đó các bạn. Đây là bức tranh vẽ cảnh gì các em? Màu sắc trong bức tranh như thế nào? Đây là bức tranh vẽ cảnh chợ bến Thành của các bạn học sinh đó các em. Bức tranh trông rất là ngây ngô và dễ thương có phải không nào? Màu sắc trong bức tranh rõ đậm nhạt, thể hiện gam màu nóng hồng của chợ bến Thành gam màu tím hay những mảng trời mảng cây với gam màu xanh thể hiện được màu lạnh bức tranh trông rất là dễ thương và đáng yêu có phải không các em và đây là hai bức tranh thể hiện được cảnh quê hương của việt nam với cảnh cây dừa những chiếc thuyền hay cảnh ngôi nhà với ao sen trước nhà nè bức tranh thể hiện được gam màu tươi sáng, rõ đậm nhạt, có màu nóng, màu lạnh đang xen lẫn nhau làm cho bức tranh thể hiện được nét ngây ngô của các bạn học sinh đó các em. Bây giờ chúng ta cùng thực hành vẽ một bức tranh thể hiện được phong cảnh quê hương Việt Nam nhé. Ở đây cô sẽ hướng dẫn cách vẽ một bức tranh đơn giản qua những nét vẽ sau đây. Trước tiên các em chọn ý tưởng cho mình về cảnh biển ở Việt Nam hay cảnh đồi núi Tây Nguyên hay cảnh vùng thành phố chúng ta đang sống như những danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, chợ Bến Thành hay chùa một cột, vân vân. Sau đó các em vẽ hình ảnh chính trên trang giấy. Bước 2 các em vẽ thêm những hình ảnh phụ xung quanh sao cho sinh động và đẹp mắt theo ý thích của mình. 3. Các em có thể chọn màu nước hoặc là màu sắc để tô màu theo ý thích của mình, thể hiện được màu đậm, màu nhạt. Các em có thể sử dụng gam màu lạnh hoặc gam màu nóng cho bức tranh hoặc kết hợp cả màu nóng và màu lạnh vào bức tranh của mình đều được nhé. Đây là bước 4 sau khi đã hoàn thành bức tranh các em hãy quan sát bức tranh và tham khảo cách vẽ và cách tô màu nhé các em nào bây giờ chúng ta cùng thực hành nhé các em em hãy thực hiện một sản phẩm mỹ thuật về chủ đề phong cảnh thiên nhiên bằng chất liệu tự chọn có được không nào và tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi cô chúc cho các em thực hiện được một sản phẩm mỹ thuật đẹp và sáng tạo bây giờ cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé